the customer on the chest. Ở đây là cleansing. No, bây giờ là massage thôi. Okay. Product on your hand, warm it up. Apply on your customer on the chest, the neck, cheek, and forehead. Okay. Now we're gonna spread it down from the jawline, go down, up the chest, go under the shoulder, up the neck, back to the ear, butterfly, and scissor the lip, circle the cheek, and go up the nose, around the eyes 3 times. Okay, that's how you massage. Now we're gonna, that's how you spread the product. And now we're gonna massage. We start with epidural, the jawline. Rồi, tụi em Phú, kissing hand. Okay, 1, 2, 3. Okay, vibrate. Press upon and vibrate at the base of the ear. Ngay dưới cái giá tay tụi em vibrate ha. And then epidural again. 1, 2, 3. Press upon and vibrate. Okay. And the third time. 2, 3. Press upon. Vibrate. Okay. At last, we do 3 sets of that. Okay. And then we're gonna do pastry shot lifting. Lifting the jawline. Go up the ear and go down to the chin. Go up. Boy, 3 times. Okay. Okay. And then we head stretch out the double chin. Tụi em gõ cái này. About 6 times. And then we're gonna go back here. 1, lift it up, around the face, nó gọi là around the world ha. Thì twist, kéo cái tay ngay giữa, vuốt lên, đi xuống nhẹ tay, rồi vuốt lên, đi xuống nhẹ tay, rồi vuốt lên. 3 lần thì tụi em đứng ở cái màng tan, stop at the temple and vibrate. Rồi. Cô ơi, tổ chức tiệc ăn 30 nha cô. Phòng tiền giống nhau giống hổng cô. Quyết định như đi. Dạ. 3. And then stop at the temple again. Thôi về đây cô. Press up 1 and vibrate. Huh? One more time. 1, 2, 3. Stop at the stemball. Vibrate. Okay. Now, mình đi friction á, từ cái in front of the ear nè, friction nhỏ. Đi vô cái miệng. Vú ra. Rồi friction again. And slide back. Okay. And friction. Rồi, pastry shot nè. Ngón tay xuống, nhéo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha. Finger at the nose, 2 ngón. Okay. Go along under the cheekbone. Okay. And press upon right in front of the ear. Okay.
vibrate. Okay, let's start again. One, two, three, four, five, six. Cong ngón tay lại tới. Rồi, dưới xương hàm, dưới xương gò má hút ra tới. Rất là tay. Ấn nhẹ. Đến tới 3, 2, và rung. Ha. Rồi, one more time. One, two, three, four, five, six. Ta giúp vô em, ta nâng lên thôi, kéo xuống. Okay. Rồi, giúp. Rồi, stop in front of the ear. Press up one, one, two, three, rồi rung. Ha, vibrate. Rồi, mình làm cái đó 3 lần xong, mình đi friction nhỏ ở dưới xương, ở dưới mắt. Thế. Đánh tan. Tan cái này ha. Rồi vuốt lên cái hai bên sống mũi, ấn huyệt ngay đây. Rồi đếm tới 6, xong rồi mình lại đi friction circle nhỏ ở trên cái xương. Thế, circle on top of the eyebrow and go under the eyes. Slide up the nose, press up. Friction on top of the eyebrow and go under. Yeah, slide up the nose, press up one. Okay, one more time. Okay, right, slide up, press up one. Rồi bây giờ em press Risa cái eyebrow bone ha. Press 1, 2, 3 and release in the middle of the eyebrow. Pinch ha. Pinch 1, 2, 3 and release. Cái tail nữa. Pinch 1, 2, 3 and release. Go back. Pinch. Release. Pinch. Lần thứ 3, third time, pinch, release, pinch, release, pinch, release. Rồi, bây giờ mình vuốt, vuốt theo cái xương 1, 2, cái xương á, 3, 4, 5, 6, tay phải xong tới tay trái ha. Xong press up one ngay đây nhấn huyệt. Press up one right here. Rồi, bây giờ mình Flora mình vẽ số 8 xung quanh con mắt. Okay. We draw around the both eyes circle. Đi lên cái xương mày trước bên phải trước em. Đi lên trên cái xương lông mày rồi vòng xung quanh mắt. Đi lên cái lỗ mũi rồi qua bên kia. Okay. One. 2, 3, 4, 5, 6. You can do 6 or 8, ha. Rồi cái bắt đầu em ép vô ra cái trán, vuốt, vuốt cái trán lên. Vuốt ngay màng tan, vuốt lên. Okay. Go back to the left side. Have Flora at the temple. Okay. And go back to the right. Lấy đồ dẹp lại. Ba lần đi qua đi về ba lần. Back here and circle, small circle to the temple. Press up one, 1, 2, 3, vibrate. Okay. And to the front of the ear. Press up one, 1, 2, 3, vibrate. Okay. Under the ear, the base of the ear, vibrate. Okay. Now
we're gonna go down to the neck, small circle friction at the side of the neck. Ngay cái bên hông thôi, mình không có làm trên cái cổ nhé. Mình dùng hai bên này. Go down and effort. One, two, three, four. Một tay thôi. Five, six. Okay. Let's do that. Cái deltoid nhé. Tụi em bóp cái phía trên này. Bóp. Xoa. Six time, okay. Rồi six xong rồi dùng cái ngón tay này, đó, friction underneath, đó, mình nhấn ngay cái chỗ mà cái khớp á, mình nhấn cho mạnh, pressure at the joint, okay. And then go in into the base of the neck, okay. And then up the side, up behind the neck, đi vòng tròn nhỏ đi lên tới cái xương chẩm. Nhớ không có đi trên cái xương, not on top of the bone, okay, at the side, both side, not on top of it. Okay. Up here, press upon at the temple, I mean, under the occipital bone, okay, at the nape area, press upon right here. Okay, tụi em nhấn huyệt bên dưới cái xương chẩm, okay, đây, ha. Đây, nhấn huyệt bên đây. Okay. Rồi, your hand back to the ear, and then friction again the side. Okay, lặp lại cái này 3 lần. Repeat this one 3 times. 2, 3, 4, 5, 6. Okay, shoulder. Shoulder, you can use your wrist right here. Okay. Then under the shoulder, go into the base of the neck, and go up the neck, press upon, nhấn huyệt. Okay. Go back to the ear, and we do one more time. Lần thứ ba, nhé. Một, hai, ba. Okay, shoulder on top. Nice, dùng cái này, massage. Use the wrist, massage. Okay. Rồi đi xuống dưới, under. When you go under, lean on the back and push up. Okay. Rồi đi go, đi vô trong. Okay. Up the neck. Press up on again. We done the shoulder, huh? We go back to the ear. We gonna perform the last movement. Butterfly, lift the face up, press at the cheekbone. Okay. Cheekbone, nghe cái cái xương ở má, nhấn lên đây. Okay, pressure right there, and effort. Okay, one more time. Lift up. Press upon, knee down, effort. One more time. Lift up, press upon, knee down, effort. And stop at the temple. Three circle at the temple. Press upon, nhấn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Rung. Ngay bàn tay nhấn rung xong xong hả cô xong hả